Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe. Vâng, mình xem những clip video livestream trong cái những anh chị em mà cùng đi chung với lại mớm, có nghĩa là cô bé Hồng Loan qua bên Úc trình diễn, thì chúng ta phải nói thật sự là mừng cho Hồng Loan các bạn ha. Ngày xưa Hồng Loan nhường cha cho khán giả, thì bây giờ cha để lại tất cả khán giả cho Hồng Loan. Ngoài cái đó còn có cái tình thương vô bờ bến nữa. Đi tới đâu là người ta ủng hộ tới đó, đi tới đâu là người ta chụp hình đến đó, đi đến đâu là người ta săn đón tới đó. Lúc hát trên sân khấu thì người người vỗ tay, người người ủng hộ, và người 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 ta tặng lớp nào là gấu bông nè, lớp nào quà nè, lớp nào là lì xì nè, đủ thứ hết. Phải nói là chúc mừng cho Hồng Loan, một cô gái đã bị vùi chôn cái tài của mình ba mươi mấy năm mà bây giờ mới trổ hết được cái tài ca hát của mình cho khán giả biết. Một cô bé mà phải nói là không có qua cái trường chính quy nghệ thuật sân khấu hay là học thanh nhạc gì chân á, mà cái giọng hát rất đặc biệt, chân chất, một giọng hát khàn khàn, nó mang một nỗi niềm ưu tư ở trong lòng. Mà giọng hát của Hồng Loan thì các bạn cũng biết rồi, nó không giống bất cứ một cái ca sĩ nữ nào trên á. Một cái giọng hát rất là đặc biệt riêng cho Hồng Loan. Khi mà cất lên thì chúng ta biết đây đó là Hồng Loan. Khi mà tôi thấy rằng nhiều người cũng đề nghị Hồng Loan nên ăn mặc đẹp hơn nữa. Rồi tại vì mình đi trình diễn mà mấy cái bộ đồ đó thì nó hơi sền soàng quá, hoặc là mua mỹ phẩm mua này kia nọ cho mình riêng nữa đi. Nhưng mà thật ra chúng ta chưa hiểu, một người đã từng lam lũ rồi phải nuôi 5 đứa con, chăm sóc gia đình, rồi cái như là cái bản năng mà tiết kiệm, nghĩ trước lo sau, có nghĩa là coi trước coi sau của Hồng Loan nó vẫn còn ở trong con người của Hồng Loan. Cho nên không có cái kiểu mà không có xài khoang phí được. Qua những cách nói chuyện của Hồng Loan chúng ta mới biết tại sao mà Hồng Loan không có sắm đồ nhiều khi mà đi trình diễn cũng như là đi vô shopping nữa các bạn. Đây là cái bằng chứng đây để chúng ta cùng với nhau chia sẻ nha. Trên live với mọi người góp ý là Hồng Loan về trang phục đem diễn, nghe em nói mà xót. Mọi người ơi, để em rút kinh nghiệm, em không đem được đồ nhiều, một người chỉ mang được có 20kg. Bao gồm đồ mặc ở nhà, đồ diễn và luôn cả đồ trang điểm. Khi mình đi xa đấy các bạn, mình chỉ đem được cái số lượng ký thôi. Còn mình muốn đem theo thì mình phải chịu bị phạt. Mọi người nói hát có tiền rồi thì cứ mua đi. Em ấy cười rồi trả lời, ở đây đồ hiệu không hà. Mớm chỉ dám ngắm chứ không dám mua. Hát thì có tiền, nhưng phải biết tiết kiệm để nuôi con và gia đình số 5 Đoàn Thị Điểm. 5 đứa con lớn hết rồi, học lớp cao hết rồi, còn phải lo cho đủ thứ. Em nói rồi cười nhẹ nhàng, nhưng chị nghe lại thấm từng câu từng chữ, hiểu rõ cái gánh nặng gia đình trên đôi vai của cô bé nhỏ này. Tự nhiên nước mắt nó tuôn ra. Một điều mà chị vô cùng trân quý ở nơi em là tự bản thân của mình tự vươn lên. Muốn tự đổi tay mình làm số đồng tiền để lo cho gia đình, chứ không lợi dụng bất kỳ ai để ngửa tay xin tiền. Cái câu nói này thì nó hình như là nó hay chạm nhiều người các bạn ha. Có nhiều người cứ dựa dẫm vào người này, dựa dẫm vào người kia, rồi ngửa tay xin tiền. Nhiều người lúc đầu tiên mình cho nhiều, sau này thì cho ít lại, thì mình lại thành là kẻ thù của họ. Tại vì họ trong cái tư duy của họ, họ khác. Họ nghĩ rằng họ được cho nhiều rồi á, là họ phải được lần thứ hai, thứ ba sau này đó, là phải cho bằng hoặc là nhiều hơn nữa. Chứ không thể nào cho ít lại. Vô tình mình giống như là mình muốn cho họ cái cần câu để câu cá, chứ không phải là mình cứ cho họ tiền bạc, họ muốn làm gì làm hay là họ quan phí. Nhưng mà mình làm như vậy đó thì lại vô tình là họ lại ghét mình.
mặc dầu mình là người ân của họ. Nó lạ lắm, cuộc đời này nó lại như vậy đó. Dù bản thân em đôi lần kiệt sức, nhưng ở trước mọi người em luôn cười tươi. Luôn thấy em rất mạnh mẽ, yêu thương em rất nhiều. Cố gắng lên em nhé, Hồng Loan. Trang của em chia sẻ yêu thương, vì em đã thấu hiểu cho nên chú anh chị nào không thích thì lướt qua giúp chùm em. Đến đây em không có nhắn tin gì với ai cả đâu. Người mà em trao đổi tin nhắn tính trên đầu ngón tay, còn dư luôn cả một bàn tay nữa. Ai thấu được hoàn cảnh rồi sẽ yêu thương em. Cảm ơn Trân Quý. Có nghĩa là Hồng Loan nhắn tin với những người này người kia đó, đếm trên đầu ngón tay thôi. Cho nên có một số người nói tôi có tin nhắn của Hồng Loan, tôi có tin nhắn của Hồng Loan hay Hồng Loan đó. Đó là những, nhiều khi đó là những cái tin bị đặt để lấy lòng tin của khán giả. Nếu mà làm YouTube thì giống như là để câu view, câu like, như là tôi lắm là người bên cạnh của Hồng Loan vậy. Hồng Loan nói rõ ràng rồi, những người mà em nhắn tin này chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Thì các bạn biết Hồng Loan không có đem chuyện nhà ra nói nhiều. Sau cái những ngày mà không vui gần đây đó, khi trước khi Hồng Loan mà đi qua bên Úc trình diễn á, thì chúng ta cũng thấy rằng là cái vấn đề sao kê đó các bạn, không thể ép Hồng Loan làm được. Tại vì nếu mà Hồng Loan ký á, mà cái vụ sao kê này á, có thể luật sư bên kia họ ghép cho Hồng Loan với cái thái độ là vu khống người ta. Cho nên Hồng Loan không thể ký được. Và đừng đem cái vụ sao kê này ra rồi áp chế, hoặc là phải bắt Hồng Loan phải làm chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Tôi nghĩ từ từ bên luật sư Ngọc, luật sư của Hồng Loan, họ biết cách làm việc mà. Không, cái gì tốt cho Hồng Loan thì họ sẽ làm, chứ không thể nào mà họ đem cái xấu, cái bất lợi cho Hồng Loan đâu. Chúng ta cũng đừng bắt Hồng Loan phải làm chuyện này chuyện kia chuyện nọ, khi mà chúng ta chỉ là những có tiếng nói bằng YouTube mà thôi. Mình đã ủng hộ thì ủng hộ cho trót, chứ giữa đường mà chúng ta quay xe lại chúng ta nói xấu với Hồng Loan thì mình cũng tội. Tại cái cô bé này ai nói gì nói, ai chửi gì chửi, cô bé này có bao giờ trả lời lại gì đâu, có bao giờ mà nó phản hồi lại một câu bất kính hay là thiếu tôn trọng gì đâu. Mình cứ nhét chữ vào cho Hồng Loan không à, mình cứ nói này nó kia nó nọ không à, chứ bao giờ Hồng Loan có trả lời trả vốn gì với bất cứ anh chị nào đâu, nhất là những người mình từng ủng hộ cho Hồng Loan, phải không? Với cái vấn đề này nữa, cũng có một hai người thì cũng có nêu cái ý kiến như thế này. Cái vấn đề sao kê rõ ràng ra đó thì ai đi tù? Nghĩ cho cùng đó cũng là những người thân cuối cùng của Hồng Loan phải vướng vào lao lý. Mặc dầu biết họ làm việc bất lợi cho Hồng Loan, biết rằng họ thầu đắm tan, biết rằng họ ăn chặn những cái đồng tiền mà Mạnh Thường Quân gửi về cho ba của mình, họ ôm thùng tiền phúc điếu, nhưng mà làm ra rồi thì sao? Đó là những người thân, những người máu mủ của cha mình, làm cũng không được, mà không làm thì cũng không được. Đưa cho Hồng Loan trên một cái dây thừng gì đó, thẳng quá thì xiết cổ những người thân của mình, mặc dù những người đó là những người mà cố tình gây hại cho Hồng Loan, bức bách cô ta. Nhưng mà trong cái đó các bạn có nghĩ rằng ngoài cái đó còn có cái tình cái nghĩa nữa hay không? Tại vì nếu Hồng Loan là một người không tình không nghĩa thì đã làm thẳng tay rồi, còn đằng này cô ấy còn do dự, đó là cô ấy còn nghĩ tình người thân trong gia đình. Cho nên nếu mà các bạn hiểu cho Hồng Loan, các bạn hiểu sâu về trong vấn đề đó, thì các bạn cảm thấy là mình nên thông cảm cho Hồng Loan. Vâng, để chia sẻ thêm cái về cái cô bé này thì có tờ báo điện tử South Star cũng đã đăng bài mới đây nhất nè.
Hồng Loan nói nghiệp, cố nghệ sĩ Vũ Linh. Lần đầu qua Úc diễn được khán giả tặng cả sắp tiền luôn. Tôi còn nhớ rằng có một cái livestream, Hồng Liên nói rằng có một khán giả tặng cho Hồng Loan 50.000 ca luôn. 50.000 đô Úc. Con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh nói nghiệp bố lần đầu tiên lưu diễn qua bên Úc. Tôi không biết là Ni có nói lộn không, 50.000 hay là 5.000 đấy ta. Nếu mà nói là cho 50.000 là người đó phải là triệu triệu phú, còn mà cho 5.000 thì người đó cũng có thể là cũng là triệu phú nhưng mà không phải là giàu sụ không các bạn ha, tại vì 5.000 với 50.000 nó khác hẳn với nhau lắm. Từ khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, Hồng Loan, con gái ruột của ông Hoàng Cải Lương, được nhiều khán giả yêu thương và hết lòng ủng hộ. Dù giọng hát không thể là một người chuyên nghiệp hát mùi mẫn như ba, nhưng gần đây Hồng Loan được mời lưu diễn bên Úc vì khán giả thương mến, mong muốn được gặp con gái của cố nghệ sĩ một thời đình đám. Trên trang cá nhân, con gái ruột của ông Hoàng Cải Lương thường xuyên cập nhật hình ảnh trong chuyến lưu diễn ở Úc. Hồng Loan cho biết đây là lần đầu tiên cô xuất ngoại và sẽ biểu diễn phục vụ khán giả xa quê trong khoảng 2 tuần. Tôi thích tờ báo này dùng cái câu là con gái ruột của ông Hoàng Cải Lương. Con gái khác nha các bạn ha. Nhiều khi là con gái nuôi hoặc là con gái tinh thần. Hoặc là vân vân, nhưng mà người ta đã khẳng định con gái ruột. Con gái ruột thì hiểu rồi ha. Không chỉ có khán giả trong nước, Hồng Loan còn được nhiều fan ở hải ngoại yêu thương và ủng hộ khi cô có chuyến lưu diễn ở xứ chuột túi. Sau đêm diễn, con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh khoe những món quà nhận được từ khán giả Úc như là gấu bông nè, phong bao lì xì, tiền mặt. Lộc tổ các món quà tình thương yêu của các cô chú anh chị tại Úc đã yêu thương dành tặng cho con. Dạ, con luôn biết ơn và trân quý tình yêu thương của đại gia đình, đã yêu thương ba của con và con. Đêm nay là đêm con vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc nhất. Con xin chân thành cảm ơn đại gia đình rất nhiều. Hồng Loan chia sẻ trên trang cá nhân của mình như vậy. Và khi trong cái tờ báo này, Hồng Loan cũng chụp những cái món quà mà quý vị đã tặng cho Hồng Loan á. Đây, bây giờ chúng ta cùng chia sẻ ha. Như thế này đây, có gấu bông, có tiền mặt, có phong thư, có bao lì xì. Không chỉ là ca hát trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay, Hồng Loan còn khiến nhiều khán giả bất ngờ khi đóng phim điện ảnh Sáng Đẹp. Phim lấy đề tài về sân khấu cải lương và con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh xuất hiện ở một vài phân đoạn nhỏ, nhưng cũng cuốn hút nhiều người đi xem và nhiều người cũng đi xem phim Sáng Đèn vì có Hồng Loan ở trong đó. Các anh chị nói tôi cứ thử đi cho thoải mái đầu óc của mình, tham gia phim để hiểu lúc xưa cha của mình đi diễn thế nào, cực khổ như thế nào. Sau này nếu không theo được nghề cũng không sao, thì mình coi đó là một cái kỷ niệm. Vâng, tóm tắt lại thì trong mấy ngày này lưu diễn ở bên Úc thì được khán giả rất là yêu thương, Hồng Loan thì rất là hạnh phúc. Sau khi lưu diễn bên Úc rồi, Hồng Loan sẽ về Việt Nam rồi đi hát ở Tây Ninh nè, rồi sẽ đi lưu diễn ở những cái chỗ tỉnh lỵ của đồng bằng sông Cửu Long các bạn. Mình sẽ biết chắc rằng Hồng Loan sẽ gặt hái rất nhiều được thành công trong tương lai. Vì cái đức hạnh của cha mình để lại cho mình, và Hồng Loan cũng là một người con gái khiêm tốn nữa các bạn ha. Mình hy vọng là cái ngôi sao miệt vườn của bạn Khương Dừa đó, bạn Khương Dừa, tại vì những người này là những người bạn thân của cố nghệ sĩ Vũ Linh, như là Linh Tâm nè, rồi con trai nuôi của Vũ Linh là Vũ Linh cũng về đó nè, Bình Tinh này cũng về đó rồi nè,
Rồi những người nghệ sĩ mà về ở đó nhiều, như là Thanh Tuấn cũng về nè, Kim Tiểu Long nè, rồi Châu Thanh nè, rồi Cẩm Tiên nè, nhiều nghệ sĩ, rồi Đào Vũ Thanh nè, rồi nhiều nhiều lắm. Về tại đó, những người đó đã từng cộng tác làm việc với lại ba của Hồng Loan rất là nhiều. Cho nên hy vọng một ngày nào đó thì bạn Khương Dừa sẽ mời Hồng Loan về ở nơi đó để được phục vụ khán giả. Mà tôi biết rằng nếu Hồng Loan về đó thì sẽ rất nhiều người đi xem. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ. Nếu thấy thông tin hữu ích thì nhớ bấm like và cho mình một lượt đăng ký kênh. Xin hẹn gặp tất cả quý vị trong một video lần sau nha. Xin chào, bye bye.